Bạn có bao giờ thắc mắc là bằng cách nào mà bộ não của chúng ta có thể tạo ra và lưu trữ những ký ức mới? Và làm thế nào mà những ký ức này có thể tồn tại trong nhiều năm, đôi khi là suốt cả cuộc đời? Trí nhớ là một quá trình phức tạp cho phép chúng ta mã hóa, lưu trữ và truy xuất thông tin. Việc nghiên cứu về hệ thần kinh, đặc biệt là trí nhớ, đã được thực hiện cách đây rất lâu rồi. Các nhà sinh lý học thần kinh từ thế kỷ thứ 19 đã nhận ra rằng trong não bộ người trưởng thành có rất nhiều tế bào thần kinh hay là các neuron, khoảng chừng đâu đó 100 tỷ tế bào. Nhưng vấn đề là các tế bào thần kinh này không được sinh ra thêm nữa. Vì vậy, các nhà khoa học có lý do để tin rằng cái việc hình thành nên trí nhớ mới không liên quan gì đến việc tạo ra các neuron mới. Vậy thì một vấn đề khác lại xuất hiện. Nếu như không có sự xuất hiện của các neuron mới, thì trí nhớ mới được hình thành như thế nào và chúng được lưu trữ ở đâu? Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Để hiểu cách bộ não của chúng ta tạo ra ký ức mới, hãy bắt đầu với những điều cơ bản nhất. Bộ não được tạo thành từ hàng tỷ các tế bào thần kinh giao tiếp với nhau thông qua các kết nối được gọi là khớp thần kinh hay là các synapse. Những cái khớp thần kinh này có thể là hóa học hoặc là điện học. Thông thường nhất chúng là các khớp thần kinh hóa học, trong đó các chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng từ một neuron và liên kết với các thụ thể trên một neuron khác nhằm để trao đổi thông tin qua lại giữa các neuron. Việc này xảy ra ở khắp các tế bào thần kinh, chúng tạo thành một mạng lưới giao tiếp khổng lồ trong não. Nhưng mà làm thế nào những khớp thần kinh này giúp chúng ta không những tạo ra ký ức mới mà còn lưu trữ được chúng? Câu trả lời nằm ở khái niệm được gọi là độ dẻo của khớp thần kinh. Điều này đề cập đến khả năng là các khớp thần kinh có thể được tăng cường hoặc là bị suy yếu đi theo thời gian. Đây là thứ rất cần thiết cho việc học tập và ghi nhớ. Hãy suy nghĩ như thế này, bạn càng luyện tập một bản nhạc piano càng nhiều, thì mối liên kết giữa các tế bào thần kinh liên quan đến hoạt động đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc hình thành trí nhớ sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn này bao gồm các cơ chế sinh hóa phức tạp đằng sau nó, hoạt động liên mạch với nhau để đảm bảo chúng ta sẽ lựa chọn ghi nhớ những gì là quan trọng nhất và những gì là không. Mã hóa là bước đầu tiên trong quá trình hình thành nên trí nhớ. Khi lần đầu tiên bạn tiếp nhận thông tin từ môi trường, thì giai đoạn mã hóa này sẽ tiến hành chuyển đổi thông tin đó như là những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, thứ chúng ta trải nghiệm thành ngôn ngữ thần kinh. Đây là một dạng thông tin có thể lưu trữ được. Quá trình này liên quan đến các chất dẫn truyền thần kinh như là glutamate, giúp tăng cường kết nối giữa các tế bào thần kinh, tạo ra một con đường dành cho ký ức mới. Tức là khi bạn trải nghiệm một điều gì đó mới, não bạn sẽ mã hóa nó bằng cách tạo ra các mô hình hoạt động thần kinh trong não, và nó chứa đầy đủ các yếu tố của thông tin đó. Ví dụ khi bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, não của bạn không chỉ mã hóa hình ảnh đó không, mà nó còn mã hóa màu sắc, hình dạng và cảm xúc liên quan đến khoảnh khắc đó. Sau khi mã hóa xong, ký ức ban đầu được lưu trữ ở dạng tạm thời, được gọi là bộ nhớ ngắn hạn. Hồi hải mã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Khi mà con đường ký ức mới lần đầu tiên được hình thành, chúng là những ký ức mỏng manh, chúng rất dễ bị tổn thương và gián đoạn. Vì vậy, những ký ức đó cần được ổn định và củng cố nhiều lần. Trong quá trình củng cố, vùng hải mã tăng cường kết nối giữa các tế bào thần kinh, cho phép ký ức được chuyển từ nơi lưu trữ ngắn hạn sang nơi lưu trữ dài hạn. Một khi ký ức mới được củng cố, chúng sẽ được chuyển vào nơi lưu trữ. Cái việc lưu trữ này giống như việc sắp xếp những ghi chú đã có trước đó vào các thư mục cụ thể để tiện cho việc truy cập sau này. Nhưng mà bộ não lưu trữ những ký ức này ở đâu? Câu trả lời nằm ở các kết nối synapse. Dựa vào các kết nối synapse giữa các neuron, thông tin sẽ được lưu trữ lại dưới dạng những con đường dẫn truyền thần kinh. Và chúng sẽ được lưu trữ ở nhiều vùng não khác nhau, bao gồm cả vùng hải mã và vỏ não, tùy theo dạng thông tin. Ví dụ những ký ức về quy trình như việc đạp xe đạp được lưu trữ trong tiểu não và vỏ não vận động. Trong khi đó, những ký ức tường thuật như là sự kiện hay sự việc được lưu trữ ở vùng hải mã và các vùng khác của vỏ não. Khi bạn học được điều gì đó mới, não của bạn sẽ tăng cường hiệu quả của các kết nối này. Quá trình này được gọi là độ dẻo synapse.
Một cơ chế chính đằng sau tính dẻo của khớp thần kinh được thể hiện qua hai quá trình trái ngược nhau, đó là điện thế hóa dài hạn hay là LTP và ức chế hóa dài hạn hay là LTD. Trong khi LTP có tác dụng tăng cường dẫn truyền qua khớp thần kinh trong thời gian dài, giúp các tế bào thần kinh giao tiếp dễ dàng hơn. Quá trình này là cơ chế chính của việc học và nhớ ở mức độ phân tử. Ngược lại với LTP chính là quá trình ức chế hóa dài hạn hay là LTD. LTD là quá trình làm yếu đi dẫn truyền qua khớp synapse trong thời gian dài, từ đó làm giảm hiệu quả truyền tin giữa các neuron. Đây được coi như là một cơ chế dọn dẹp và xóa bỏ đi những thông tin không cần thiết trong bộ não. Tóm lại, những con đường ký ức nào được kích hoạt nhiều lần thì sẽ càng được nhớ lâu hơn. Trong khi đó, những con đường ký ức nào không được kích hoạt trong thời gian dài thì chúng sẽ bị bộ não dọn dẹp. Khi mà các thông tin được lưu trữ dưới dạng những đường mòn thần kinh thì việc chúng ta nhớ lại những thông tin đó là bằng cách kích hoạt lại các con đường tương tự được sử dụng trong quá trình mã hóa và lưu trữ. Và mỗi lần kích hoạt như vậy sẽ làm cho các liên kết giữa các neuron trở nên mạnh mẽ hơn. Cái điều thú vị là việc quên cũng là một phần quan trọng trong quá trình hình thành và xử lý trí nhớ. Không phải tất cả các ký ức đều quan trọng như nhau, vì vậy bộ não của chúng ta cắt bỏ hoặc là làm suy yếu đi các kết nối một cách có chọn lọc theo thời gian để ngăn chặn tình trạng quá tải và duy trì hiệu quả hoạt động. Đó chính là vai trò của quá trình ức chế hóa dài hạn mà mình đã nói bên trên. Khả năng hình thành và lưu trữ ký ức của bộ não là một quá trình cực kỳ phức tạp. Đến hiện nay, mặc dù chúng ta phần nào giải thích được những cơ chế đằng sau quá trình này, nhưng nó vẫn còn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành khoa học thần kinh. Vẫn còn đó những câu hỏi chưa được giải đáp xung quanh quá trình này. Từ mã hóa đến củng cố, lưu trữ, truy xuất và thậm chí là quên, mỗi giai đoạn đều đóng một vai trò quan trọng trong cách chúng ta học và ghi nhớ. Vì vậy, lần sau khi bạn phải học hay nhớ một điều gì đó mới mẻ, thì tất cả các quá trình phức tạp bên trên đang diễn ra trong não của bạn.